xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ sách dán giấy và tô màu công chúa Barbie. Chọn bộ gồm có 4 quyển với các chủ đề: công chúa Barbie sắc màu, công chúa Barbie lộng lẫy, công chúa Barbie xinh đẹp và công chúa Barbie quyến rũ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ Tinker, công chúa Barbie xinh đẹp. Chúng ta cùng ngắm những sticker xinh đẹp trong quyển sách này nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! Đầu tiên, chúng ta sẽ tách các sticker này ra. Đừng quên đăng ký kênh Châu Chi TV và bấm chuông để đón chờ những video mới nhất từ Châu Chi TV nhé. Trong quyển sách này gồm 2 phần, đó là phần dán giấy và phần tô màu. Trong buổi hôm nay mình sẽ chơi dán sticker thôi, còn phần tô màu hẹn các bạn vào một buổi khác nhé. Nào, chúng ta cùng đi tìm trang phục cho nàng công chúa Barbie đầu tiên. Nàng công chúa đầu tiên có một mái tóc vàng, cột một cái khăn màu nâu. Ta sẽ mặc cho nàng một chiếc váy liền màu xanh. Đi cho nàng một đôi giày thể thao, nhìn rất thời trang, khỏe khoắn. Nàng công chúa thứ hai có một mái tóc màu vàng, một chiếc vương miện màu hồng. Nàng đang khoác trên mình một chiếc váy màu hồng rất xinh xắn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thay cho nàng một trang phục, một chiếc váy dạ hội các bạn nhé. Chiếc váy của nàng có màu tím, phía dưới là màu hồng. Trông nàng đã rất xinh xắn, có thể đi dự tiệc được rồi. Đừng quên trang trí thêm các phụ kiện vào, sẽ tô điểm cho bức tranh của chúng ta trở nên đẹp hơn. Cùng ngắm lại hai nàng công chúa Barbie xinh đẹp nào. Tiếp theo, trang thứ hai là hai nàng công chúa. Một nàng công chúa có một mái tóc màu hạt dẻ. Ta sẽ khoác cho nàng một chiếc áo giống như công chúa băng giá, giống như công chúa tuyết. Nàng đội một cái mũ của chiếc kia. Đứng bên cạnh là một nàng công chúa có một mái tóc màu đen. Trông nàng rất là khỏe khoắn với một chiếc quần jean và một chiếc áo ngắn hở bụng. Đừng quên khoác cho nàng một chiếc túi nữa nhé. Trông hai nàng công chúa của chúng ta rất khỏe khoắn. Có rất nhiều phụ kiện đi kèm để chúng ta có thể dán thêm. Tiếp theo là hai nàng công chúa có mái tóc ngắn. Nàng công chúa thứ nhất có một mái tóc hạt rẻ. Ta sẽ mặc cho nàng một chiếc quần jean màu xanh và một chiếc áo ba lỗ màu vàng. Còn nàng công chúa tóc đen bên cạnh, chúng ta sẽ mặc cho nàng cũng một chiếc quần jean và một chiếc áo có mũ màu nâu. Trên áo có rất nhiều con rơi, giống như là nàng đang chuẩn bị đi dự lễ hội Halloween vậy. Trông các nàng công chúa của chúng ta thật là khỏe khoắn phải không nào? Tiếp theo là hai nàng công chúa cũng có mái tóc ngắn.
Nàng công chúa thứ nhất đeo một chiếc kính nhìn nàng rất tri thức, phải không? Hoa cho nàng một chiếc váy liền, màu tím. Nàng công chúa thứ hai mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ. Chúng ta sẽ mặc cho nàng một chiếc quần jean màu xanh. Còn rất nhiều phụ kiện đi kèm nữa. Trông các nàng công chúa của chúng ta giống như đang đứng trong một studio chụp ảnh. Các nàng thật là tỏa sáng. Nào cùng ngắm lại hai nàng công chúa nhé. Tiếp theo vẫn là hai nàng công chúa có mái tóc ngắn. Chúng ta sẽ mặc trang phục cho nàng công chúa. Mái tóc đen trước nhé. Khoác lên mình cho nàng một chiếc váy dài màu tím. Nàng đi một đôi giày cũng màu tím. Trên đầu có một chiếc bờm xinh xắn, cũng màu tím nốt các bạn à. Nàng công chúa bên cạnh thì mặc một bộ quần áo liền. Đi một đôi bốt màu đỏ đậm. Một nàng công chúa thật là khỏe khoắn và một nàng công chúa thì rất kiêu sa. Nào chúng ta hãy dán thêm các phụ kiện vào nhé. Tiếp theo đến nàng công chúa có mái tóc vàng. Nhìn kìa, nàng đang múa ba lê đấy. Động tác của nàng thật uyển chuyển. Chúng ta sẽ mặc cho nàng một chiếc váy màu tím nhé. Hai tay rất là bồng bềnh. Còn nàng công chúa thứ hai, nhìn như một cô thôn nữ, nàng sẽ mặc một chiếc váy màu tím dài. Nhớ khoác cho nàng một chiếc túi xách nữa nhé. Nhìn hai nàng công chúa của chúng ta như đang đứng trên sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, các nàng công chúa của chúng ta đang tỏa sáng này. Chúng ta cùng ngắm lại các nàng công chúa Barbie nào. Các bạn thích nàng công chúa nào nhất? Hãy để lại bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Các bạn ơi, video dán sticker các nàng công chúa Barbie, chủ đề Barbie xinh đẹp đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên bấm like, đăng ký, chia sẻ cho bạn bè và đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.